Xin chào các bạn. Thì đây, do hôm qua là mình hôm đó mình không đi cái giày bảo hộ cho nên là mình không được leo lên giáo. Đấy, rất là nguy hiểm bởi vì là dàn giáo nó toàn là bằng thép như thế này thôi. Đấy, mình phải đi cái giày như thế này. Đấy, với mõm cứng bằng thép thì mới được leo lên giáo thép như này mà. Chẳng may mình đi mình đá vào cái này thì nó cũng không đau đúng không ạ? Đấy, thì hôm nay mình đi giày bảo hộ thì mình được lên giáo. Thì mình ra công trường khảo sát có 2 ngày thôi. Thì công việc của mình đó là làm ở văn phòng đấy, và vẽ AutoCAD, vẽ CAD của Nhật đấy chứ không phải là CAD mà mình thông thường vẫn học ở Việt Nam. Thì cái việc của mình đó là ra khảo sát xem là họ làm có đúng không. Đấy, các bạn nhìn thấy không, dàn giáo đây. Đây là dàn giáo có kích thước là 600 nhá, ở trên bản vẽ là 600. Thì cái chiều rộng 600 đấy là cái chiều tính từ ở bên này sang đến bên này đấy. Còn chiều dài của dàn giáo thì là 1829 cm, thì nó rất là nặng. Đây là cái tấm này là tấm ván, thì mình gọi tiếng Nhật nó gọi là tấm Asibaita này, rất là nặng, mười mấy cân đấy, mình cũng không nhớ chính xác. Đây là cầu thang để lên giáo. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nhìn nó xa tít tít ra đằng kia. Cái tòa nhà này rất là rộng, nó là một cái man sòng gồm rất là nhiều tòa nhà của Nhật. Thì dân vẫn sống bình thường trong khi mà dàn giáo được bắc lên để sửa chữa. Thì cái tòa nhà này sửa chữa lớn sau 12 năm rồi. Thì 12 năm liên tục nó sẽ phải có một đợt sửa chữa. Ở bên Nhật cái quy định nó là như thế. Thì tiếp theo là mình nói lại về cái dàn giáo này nó vất vả như thế nào. Thì để mà lắp được một cái dàn giáo này thì thường là một người không thể làm được, mà phải khoảng 3 người trong một bộ phận. Đấy, 3 người trong một nhóm thì mới bắt đầu kết hợp với nhau để làm. Người thì đưa dàn giáo từ cái xe tải để vào chỗ lắp ráp này, xong đó thì có một người sẽ chuyển lên. Đấy, chuyển lên cho cái người ở bên trên để mình lắp thành cái giáo như thế này, bởi vì là nếu mà không như thế thì không lắp được đúng không ạ? Đây, đến đây thì mình nhìn thấy cái thang này là cái tarap tự để người ta trèo lên bên trên. Thì có cái lắp để mở đây, lắp để mở thì mình cũng xem nào, cái lắp này mở thế nào đây. Ô, cái lắp này mở thế nào mình cũng chưa biết mở. Bởi mình ít ra công trường lắm, mình không biết được. Đấy, cái giáo này rất là nặng nha các bạn. Mà tổng khối lượng của một cái khung này thôi nhá, mình chưa nói đến cái y tả dưới kia. Cái khung này cũng là 18-19 cân rồi, cho cái loại 610 cao 1m725 này. Đấy, nó còn những cái loại rộng hơn, loại rộng là 1200 mà cũng cao 1725. Đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn bên dưới ô tô, rồi là người vẫn đi bình thường. Đấy, ở trong đây thì dân vẫn sống nhá, người dân vẫn sống nhá, chứ không phải là không nhá. Đấy, cho nên là mình nói là dàn giáo không có làm thêm, bởi vì là người dân người ta vẫn sống ở đây. Thì đến 5 giờ thông thường là như thế, thì một là trẻ con đi học về này, hai là người lớn thì đi làm về đúng không? Thì lúc đấy là mọi cái hoạt động của sửa chữa là phải dừng lại hết để tránh gây ảnh hưởng đến người dân. Đấy, rồi là bụi bặm các thứ nữa đúng không? Đấy, đều không được. Cho nên là hầu như dàn giáo không có làm thêm, mà trong ngày chỉ đến 5 giờ. Mùa đông thì như công ty này mình thấy là đến 4 rưỡi đã dừng rồi. Đấy, các công ty khác thì có thể là lâu hơn một chút, đến 5 giờ. Là cái giờ nghỉ trong cái ngày của các bạn làm dàn giáo thì như thế này. Thì thường là các bạn được nghỉ mấy lần nhỉ? Hai lần trong ngày, ngoài cái giờ nghỉ trưa chính thức ra nhá. Thì như thế này, 8 rưỡi là các bạn bắt đầu làm, thì sau đó đến 10 giờ thì được nghỉ 45 phút. Đấy, nghỉ 45 phút đến 10 giờ 45 đúng không ạ? Thì đến 10 giờ 45 lại làm đến 12 giờ thì được nghỉ. Đấy, 12 giờ được nghỉ đến 1 giờ các bạn lại đi làm. Xong đến 3 giờ các bạn lại nghỉ. Lại nghỉ xong rồi đến 3 giờ 45 thì lại làm. Đấy, làm đến 5 giờ hoặc là 4 rưỡi. Thế thôi. Cái thời gian nghỉ thì rất là dài, 40 năm này, thế là 1 tiếng rưỡi này. 1 tiếng rưỡi cộng với cả 1 tiếng nghỉ chính thức nữa là thành
2 tiếng rưỡi đúng không ạ? 2 tiếng rưỡi trong tổng thời gian là 8 tiếng một ngày thì các bạn nghĩa là các bạn chỉ làm có 5 tiếng rưỡi thôi. 5 tiếng rưỡi nhưng mà cái áp lực công việc rất là nặng. Các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Nặng vô cùng. Đây là tầng 7. 7F tầng 7 nhá. Đây cái xanh hôm qua mình nói là cái Asago để tránh những cái vật liệu nó rơi xuống người đi đường ấy thì người ta phải làm cái này. Đấy thì thời gian làm của bạn cơ bản là như thế. Và cái lương ấy thì như mình đã nói thì đối với công nhân người Nhật thì nó rơi vào tầm khoảng 1.2, 1.3 gì đấy một ngày thôi. Còn với người Việt Nam thì chắc chắn là sẽ thấp hơn. Thì để mà trừ đi sau thuế này, sau ăn uống, sau trừ nhà thì là các bạn có lẽ là chỉ còn một tháng ấy để mà đi làm đầy đủ tất cả 4 thứ 7 và những ngày thường trừ 4 chủ nhật được nghỉ ra thì chắc là cái lương của các bạn chỉ tầm khoảng năm đầu tiên nhá, mình không nói đến năm tiếp theo. Năm tiếp theo có thể là nhỉnh hơn một chút nhưng đầu tiên thì rơi vào tầm khoảng 9 đến 10 man là cùng. Đấy. Đối với trung bình tất cả công ty là như thế. Về dàn giáo, ít của công ty là cao hơn lắm. Mà các bạn mà dàn giáo mà sang đây ấy, thì là cái thường là công ty nhỏ nhỏ thôi, ít công ty lớn lắm. Công ty kiểu gia đình ấy thì mà lại đi làm cho các tòa nhà nhỏ chứ không được như kiểu công ty mình là công ty rất là lớn thì nó lại khác. Đấy, nếu mà công ty nhỏ nhỏ thôi thì thường là công nhân họ nhiều người rất là kiểu hâm hâm đấy. Họ có thể bắt nạt mình, họ bắt mình làm gọi là gần như là thay việc của người ta. Rất là vất vả. Đây là mình nghĩ thế, còn mình cũng thực sự là mình chưa tham gia trực tiếp vào cái việc làm này, mình không biết được. Nhưng mà thực sự là chỉ cần nhìn thế này thôi thì mình cũng có thể đoán ra được nó như thế nào. Cho nên là mình truyền lại cho các bạn để các bạn biết, suy nghĩ đúng không? Thì cái công việc dàn giáo này về tất cả những cái gì mà liên quan đến ví dụ từ vựng của dàn giáo này hay là những cái các bước thứ tự làm, ví dụ bạn nào có ý định là sang Nhật làm về cái ngành này thì hoàn toàn là có thể inbox cho mình, liên lạc cho mình thì mình có thể giúp các bạn có các từ vựng chuẩn xác nhất về cái ngành này, cả về xây dựng nói chung nhá, cả về ngành sơn rồi là gọi là gì nhở, ván khuôn các thứ, mình đều có thể cung cấp cho bạn các từ vựng liên quan về tổng thể tòa nhà luôn, cái này là cái gì rồi là dàn giáo thì cái này là cái gì chẳng hạn đúng không, cái này là cái gì đúng không. Đấy. Rồi cả tòa nhà nữa thì cái này gọi là cái gì này chẳng hạn đúng không? Cái này gọi là cái gì đúng không? Kiểu thế. Đấy thì các bạn hoàn toàn có thể hỏi mình. Cái này cũng vậy. Đấy thì hy vọng là cái mà mình cung cấp cho các bạn đây lần này lần thứ hai đúng không ạ? Cái video trước thì mình chỉ nói sơ vì mình đang ở bên dưới nên là mình cũng không được lên giáo nên mình không thể nào mà nói kỹ cho các bạn được. Đấy thì hôm nay mình nói kỹ hơn một chút là như thế. Cái mặt này sáng vì nó nắng, mặt kia tối ánh nắng chưa chiếu vào. Đấy các bạn nhìn, tòa nhà này cao 8 tầng, khá là cao. Công ty rất là lớn nên là làm các tòa nhà cao chứ không phải công ty. Nếu các bạn đa số sang đây là công ty nhỏ thôi thì làm các tòa nhà như kiểu như nhà dân rồi những apartment bình thường thì tầm khoảng 3 tầng, 4 tầng đổ lại. Công ty lớn thì họ sẽ làm rất là quy củ và nghiêm ngặt về cái an toàn. Thường là không sợ an toàn khi mà mình không sợ bị kiểu mất an toàn khi mà mình làm cho các công ty lớn rất là ok. Còn công ty nhỏ, công ty gia đình thì mình nghĩ nó đáng sợ hơn một chút. Cái tiêu chuẩn của nó không được ok cho lắm. Đấy. Mình sẽ nói lại về cái từ vựng. Đấy thì nếu mà bạn nào mà có băn khoăn kể cả bạn ở bên Nhật này mà muốn biết về các cái ngành về xây dựng này thì có thể là comment cho mình giúp cho. Đấy, ôi đi leo mệt quá. Cho nên là mình cũng thở hồng hộc. Đúng không ạ? Này các bạn vừa làm vừa leo chắc là mệt lắm đúng không ạ? Mình quay cái này có lẽ là cũng là cái tư liệu để cho bạn nào đấy sau này mà cần thì dùng đến. Ôi, bây giờ mình sẽ lên trên tận trên cùng nhá. Tận mái trên cùng. Tức là cái okuzo đấy. Đây, các bạn nhìn thấy không?
Kìa, có người đang làm kìa. À, còn đây là cái chỗ này là họ làm khác với cả bản vẽ. Họ để cái lưới ở trên để bảo vệ cái tấm kính ấy. Tấm kính ở dưới. Đấy, mọi người nhìn không? Đây là trên mái nhà. Ôi mệt quá. Đây là toàn cảnh Nhật Bản, là nhìn từ trên cao. Ui, đẹp quá đúng không ạ? Rất là đẹp, các mái nhà nhìn có giống Việt Nam không ạ? Không giống lắm đúng không ạ? Bởi vì ở bên Nhật họ làm rất là đẹp. Ở Việt Nam mình thì nhà là hơi lấm cơm một tí, nhưng mà nên mình cũng thích Việt Nam hơn đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Còn đây là bên các cái tầng dưới, mình đang ở trên tầng cao nhất và tầng dưới nhé. Đi với cả một người Nhật nữa, sếp của mình. Nhưng mình hoàn toàn là có thể quay được, cũng rất là ok, không vấn đề gì cả. Nhá các bạn. Đấy, thì hôm nay cái video của mình là tạm nói về cái sơ sơ như thế. Đấy, còn ví dụ lần sau mà bạn nào muốn hỏi về cái ngành khác, ví dụ nông nghiệp hay là về cụ thể về xây dựng, nhưng mà về ngành sơn hay là về cái mộc ván khuôn hay cái gì đó, bê tông các thứ, thì cũng có thể là ok, mình cũng có thể trả lời được cho các bạn về cái này. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đấy, thì hy vọng là cái clip này cung cấp cho các bạn một cái thông tin nhỏ nhỏ để gọi là các bạn biết hơn về cái dàn giáo thôi, vì mình cũng không quá nói kỹ về cái này ở trong các cái clip được, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn.